Vâng, thưa bác sĩ, sinh đôi nhưng lại khác cha. Rất là nhiều người đã ngạc nhiên, thậm chí là không tin khi mà nghe cái thông tin này. Thì đây có phải là cái chuyện có thực hay không ạ? Theo lý thuyết và cũng như trên thực tế, một số trường hợp trên thế giới đã báo cáo thì điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Cái chuyện này nó có hay gặp hay không ạ? Tỷ lệ rất hiếm gặp. Từ trước đến nay thì tôi cứ hình dung là mỗi tháng thì người phụ nữ chỉ rụng một quả trứng thôi và chỉ thụ thai một lần. Thì xin anh giải thích tại sao có một số phụ nữ lại có thể thụ thai đến 2 lần như vậy? Thông thường đúng như chị nói, phụ nữ người trong một chu kỳ ta chỉ dụng quả trứng thôi, nhưng có một số phụ nữ người ta dụng đến 2 quả. À. Thì do đó lại cũng có thể là sinh hiện tượng song thai nhưng mà song thai không cùng trứng. Cái trường hợp mà sinh đôi khác cha thông thường là do cái chuyện là người phụ nữ người ta quan hệ với nhiều người đàn ông trong một khoảng thời gian gần với nhau. À. Thì trên cơ địa một người phụ nữ có thể dụng được trứng 2 đến từ trở lên thì nó cũng có thể hiện tượng là mang song thai và khác cha. Chúng ta cứ hiểu như là một số phụ nữ có những cái cơ địa đặc biệt đúng không ạ? Như vậy thì cái cặp song sinh này có thể là hơn kém nhau vài ngày tuổi tính theo cái thời điểm thụ thai, thưa bác sĩ. Chính xác. Vậy thì cái khoảng thời gian dài nhất giữa hai thời điểm thụ thai ở những cặp song sinh khác trứng như vậy có thể là bao lâu ạ? Thông thường cái trứng khi nó được thụ tinh không phải là trong tử buồng tử cung mà nó thường thụ tinh ở vùng vòi trứng. Cái phôi đó thông thường để di chuyển được xuống tử cung khoảng mất 1 đến 2 tuần. Vậy thì về xác suất cái trứng thứ hai nó thể dụng trong thời gian đó nó di chuyển tiếp tục. Vậy thì có thể tuổi thai mà chênh lệch cũng có thể từ 2 đến 3 tuần, có thể 4 tuần. Nhưng mà quan trọng nhất là người ta phải nó phải có những xác suất mà có thể hình thành, đó là có cái vị trí để cho cái trứng thứ hai được thụ tinh, nó có vào được trong buồng tử cung để mà mang thai hay không là quan trọng. Vâng, như vậy là một trứng đã được thụ thai rồi thì trứng kia vẫn có thể tiếp tục được thụ thai. Vâng. Và ở nước ta thì đã từng ghi nhận cái trường hợp song sinh nào mà không cùng cha hay chưa ạ? Dân gian thì đồn thổi đấy, nhưng mà chúng tôi gần đây thì chúng tôi chưa thấy báo cáo trường hợp nào cả. Như vậy thì dù là hiếm gặp nhưng mà cái hiện tượng song sinh khác cha hoàn toàn có thể xảy ra. Tôi thì tôi cũng nghĩ thế này, là sau khi nghe bác sĩ giải thích thì tôi lại e ngại là sẽ có những cái ông bố giật mình và nhìn lại thì thấy con mình sinh đôi nhưng mà sao không giống nhau. Vậy thì tại sao có những cái cặp sinh đôi giống nhau và có những cặp lại khác nhau về ngoại hình? Và việc các cặp song sinh không giống nhau liệu có phải là cái bằng chứng về cái sự thiếu chung thủy của người vợ hay không ạ? Điều đó là hoàn toàn không chính xác, bởi vì thông thường song thai có hai kiểu song thai. Một là song thai cùng trứng, tức là một trứng và một tinh trùng thụ tinh và nó bị phân đôi, tách thành hai cái mầm thai riêng biệt và trở thành hai đứa bé hoàn toàn giống nhau, tức là nó cùng về kiểu gen, cùng về ADN. Trường hợp thứ hai là song thai không cùng trứng thì có thể là cùng giới tính hoặc là khác giới tính nhưng mà về kiểu hình nó khác nhau hoàn toàn. Vậy thì những đứa bé sinh ra vẫn còn mang những đặc điểm là giống bố, giống mẹ là đương nhiên rồi. Có cái trường hợp mà song thai mà không cùng cha ấy, thông thường ở nước ngoài ta có thể phát hiện được đó là gì, nó không cùng màu da. Yeah. Ví dụ là có một bà mẹ, ông chồng người da trắng nhưng mà cũng xuất hiện một bé là màu da đen thì đương nhiên cái sự nghi ngờ cho ông chồng mà người ta kiểm tra ADN chắc chắn là có vấn đề. Vậy thì các ông bố mà có vợ mình sinh đôi là điều đáng mừng, không lên quá là nghi ngờ vợ. Đương nhiên thì chẳng qua người đàn ông người ta nghi ngờ vợ thì có vấn đề, có cái gì đó là người ta khúc mắc, ví dụ là bà vợ nó quá là không quan tâm đến mình, rồi có những mối tình trước đây như nào chẳng hạn, thì người ta mới nghi ngờ, người ta mới xác nhận ADN cho con mình với giống mình hay không thôi. Vâng, như bác sĩ giải thích việc các cặp sinh đôi không giống nhau là điều hoàn toàn bình thường, nhưng mà trong thực tế cũng có người chồng để giải tỏa cái mối nghi ngờ trong lòng nên là có ý định đưa con đi kiểm tra ADN. Không, thực ra thì ông chồng cũng nghi ngờ thì bà vợ mình cây ngay có sợ chết đứng đâu mà mới lo. À. Cái chuyện mà xét nghiệm ADN nó không phải là quá gì, nó quá là ghê gớm. Bây giờ xác định về nhân thân, xác định về giới tính chẳng hạn thì người ta sử dụng công nghệ ADN rất là tốt, người ta có thể chỉ lấy chân tóc nó có chứa tế bào hoặc là cái móng tay là người ta có thể xét nghiệm được ADN rồi, thì do đó nó không ảnh hưởng gì đứa bé gì cả. Vâng. Mà quan trọng nhất đây là gì, khi mà ông chồng ông có cái gì khác lạ thì bà vợ cũng làm sao để thái độ mà để cho ông chồng ông thấy nó thực thoải mái. Vâng. Và được tin tưởng, thì tôi nghĩ rằng cái chuyện đó cũng rất là bình thường thôi. Các bạn thân mến, sinh đôi nhưng khác cha thì chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trong số các cặp sinh đôi. Rất nhỏ. Vâng. Tôi thì tôi nghĩ là sở dĩ cái tỷ lệ này nhỏ không chỉ do tự nhiên mà còn chủ yếu là do đa số phụ nữ đều chung thủy và đề cao cái mối quan hệ là một bạn tình, một vợ một chồng. Thì không biết bác sĩ Liên có nghĩ như thế không? Khi người phụ nữ người ta đã chấp nhận lấy một người đàn ông thì đa phần là người ta sẽ
chỉ có một mà thôi. Yeah. Nhưng còn một số rất là nhỏ thì do tính cách, do nhân cách thì người ta bị lôi cuốn hoặc là trong những gọi là tình một đêm nó có để lại hậu quả thôi. Chứ còn đa phần phụ nữ là khi người ta chấp nhận đến hôn nhân thì người ta thông thường là chỉ có mong chồng thôi. Alo, chuyện thầm kín xin nghe ạ. Báo cáo với bác sĩ là hiện nay tôi đang có một cái vướng mắc là bị rối loạn đó mà. Vâng ạ. Thế nhờ bác sĩ là cố gắng giúp của tôi cái giải cái đó cho nó có được không ạ? Vâng, năm nay bác bao nhiêu tuổi rồi ạ? Và bác có thể nói rõ là cái tình trạng rối loạn của mình như thế nào không? Tôi năm nay thì báo cáo tuổi tôi nó là 84, nhưng mà bà ấy thì còn trẻ quá. Thế ạ, bác gái bao nhiêu tuổi ạ? Bà nó mới ngoài 60 thôi. À, vâng. Thế hai bác có duy trì được cái đời sống tình dục không ạ? Cái ham muốn thì vẫn ham muốn thôi, nhưng mà bây giờ là xuyên bỏ giữa không nghe mà. Vâng. Bác sĩ muốn nhờ bác sĩ can thiệp cũng có cái đấy, có được không? Vâng ạ. Xin mời bác sĩ. Vâng, rất là vui khi một bác trai 84 tuổi rồi mà vẫn còn sung sức, vẫn còn muốn, còn ham muốn và muốn phục vụ bà xã nhà mình. Thế thì tôi muốn hỏi bác là bác bị kéo dài cái hiện tượng là trên bảo dưới không nghe này bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm nay rồi? Mới bị khoảng chưa đến 6-7 tháng này. 6-7 tháng này, à thế thì tuyệt vời đấy ạ. Vâng. Người đến mà 83 tuổi, mà tức là từ lúc 20 đến 83 tuổi mà vẫn duy trì được phong độ như thế là tuyệt vời đấy. Thế thông thường mình cũng phải hiểu là có tuổi càng cao thì có sẽ rất nhiều các bệnh lý kèm theo và gây ra hiện tượng là rối loạn cương dương, đặc biệt là không cương cứng được. Thế tôi muốn hỏi bác là 83-84 tuổi rồi đã đi khám sức khỏe lần nào chưa? Sức khỏe về tình dục hả? Không, đã khám các sức khỏe thông thường như khám về huyết áp, đái tháo đường chẳng hạn, đã đi khám chưa? Không, không có vấn đề gì cả. Vâng, tức là bác không mang những bệnh lý gì cả? Vâng, không. Vậy, thế có hút thuốc lá không? Không, thuốc lá, thuốc lào, không, rượu không. Ồ, thế là quá tuyệt vời đấy ạ. Vâng. Vâng, vâng. Thế thì đợt này mình cảm thấy cái sức khỏe mình so với người cùng trạng, cùng tuổi thì mình khỏe hay là mình là người yếu? Bây giờ vẫn khỏe tuyệt kìa. Vâng, mình có bệnh lý gì về hô hấp thì không? Không. À, thế đợt này là nó không cương được chút nào hay là nó vẫn cương được nhưng mình không đủ khả năng để quan hệ? Không đủ khả năng để quan hệ thôi. À, tức là mềm gì, vẫn cương được nhưng nó mềm. Vâng, vâng, vâng. Bác đang ở tỉnh nào? Tôi Hà Nam. Hà Nam này, 84 tuổi rồi. Thế thì như thế này, bác như vậy biểu hiện của rối loạn cương dương người cao tuổi nó có rất nhiều nguyên nhân, ví dụ nó do thần kinh này, do bệnh các bệnh lý bệnh nền này mà người ta có thể mắc phải, ví dụ bệnh về mạch máu, bệnh về tăng huyết áp, bệnh về tiểu đường, hoặc là bệnh lý về thần kinh, đặc biệt người lớn tuổi người ta có thể bị thoát vị đĩa đệm. Thế thì những trường hợp như bác ấy, tốt nhất là để mà mình có một câu trả lời xác đáng là nguyên nhân ở đâu và phương pháp điều trị như thế nào hiệu quả nhất và tốt nhất, cũng như là ít tốn kém, thì bác lên đến các bệnh viện ở tuyến tỉnh hoặc là bệnh viện tuyến trung ương như bệnh viện Đại học Y Hà Nội, bệnh viện Việt Đức, bệnh viện E, bệnh viện Bạch Mai chẳng hạn, thì có thể khám và tìm ra nguyên nhân, lúc đó cho thuốc cho bác điều trị nó sẽ hiệu quả nhất và an toàn nhất. Bởi vì tại sao những thuốc hiện nay điều trị về bệnh lý rối loạn cương dương ấy, nó có những tác dụng ở trên bệnh lý tim mạch, thế do đó mình không thể tự tiện dùng thuốc được. Và những trường hợp của bác thì mình cũng không nên nghe mách nước là sử dụng các cái sản phẩm chức năng, vì thông thường nó sẽ không có hiệu quả. Do đó cần phải đến gặp những bác sĩ, những chuyên gia về tình dục học, về nam khoa, người ta sẽ cho bác cái câu trả lời là xác đáng nhất. Và tôi nghĩ rằng là qua cái giọng nói của bác như này thì tức là sức khỏe của bác rất tốt. Và đợt này bác lên khám thì nó sẽ khả năng đáp ứng nó rất là cao. Do đó bác sẽ thu xếp thời gian. Bởi vì bây giờ Covid nó đã hết giãn cách rồi thì tôi nghĩ bác đi khám nó rất thuận lợi nhé. Vâng. Hiện tại thì một tuần bác có đáp ứng cho bác gái được lần nào không? Nó không liên hợp được. Thế ạ, không làm gì được ạ? Vâng. Mà bác gái thì vẫn có yêu cầu về cái chuyện đó đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ, vâng. Thế thì nhất định lần này phải đi rồi. Vâng. Bây giờ tôi xin quay kiến đến bác sĩ này nhé. Vâng. Và bây giờ nói về bệnh của tôi mà. Vâng. Thì nói chung là những cái khác cái bệnh gì khác với như tim mạch hay là mỡ máu hay đái đường hay là huyết áp thì không có. Vâng. Thì có mỗi cái bệnh phổi thì đã chữa hoàn chỉnh rồi. Vâng. Bệnh phổi gì ạ? Bệnh phổi mà bệnh hoa dao mà. Vâng. Thì tôi chữa được đến hôm nay là đã khỏi được còn 6 năm rồi. Rồi. Thế còn tất cả không có cái bệnh gì cả. Chỉ có còn giờ mỗi cái bệnh dạ dày, bệnh dạ dày cũng nhẹ thôi. Không vâng. Như vậy thì sức khỏe toàn thân của bác rất tốt, thì như bác sĩ Liên giải thích ạ, là nguyên nhân chủ yếu là do tuổi tác thôi đúng chính không? Chính xác, bởi vì người cao tuổi là có thể có rất nhiều nguyên nhân phụ trợ mà mình chưa biết được, mình phải đi khám chuyên khoa. Qua đó mình mới tìm được ra nguyên nhân và người ta dùng thuốc sẽ rất có hiệu quả. Bác cứ yên tâm mà đi khám nhé. Vâng. Xin chào bác và cảm ơn bác đã gọi điện tới chương trình.
Bây giờ chúng tôi xin tiếp chuyện vị thính giả tiếp theo ạ. Alo. Vâng, chào bác ạ. Tôi cảm ơn chương trình, cảm ơn MC. Vâng ạ. Và tôi cảm ơn bác sĩ. Chào bác. Tôi hỏi ngắn thế này thôi để còn dành thời gian cho người khác. Vâng. Tôi năm nay 65 tuổi, giấu tên, giấu địa chỉ. Tôi ở Vĩnh Phúc. Thế thì là đã lâu rồi, cái đầu tôi thì muốn gần vợ. Thế nhưng mà là nó không cương cứng lên được. Vậy xin ý kiến bác sĩ là tôi ngại chả muốn đi chữa, tôi già. Thế bây giờ tôi muốn tự chữa lấy thì chữa bằng cách nào? Tôi bồi dưỡng bằng trứng lộn này, bằng các loại thực phẩm của nông thôn thì nhiều rồi, nhưng mà nghe người ta nói tin đồn. Thế nhưng mà là cũng không tác dụng gì, vậy thì tôi phải đi lên tuyến trên à? Tuyến trên thì tuyến ngã. Vâng, ngoài trứng vịt lộn ra thì bác còn ăn những cái món gì nữa của nông thôn mà nghe theo tin đồn ạ? À, thế có cái loại rau bổ rau ngon và thức ăn tốt thì là nhiều. Thế nhưng mà là bây giờ thì cái mất bội thì chả nhớ được nữa. Và bác thấy có tác dụng gì không? Có tới 3-4-5 năm nay rồi tôi không thấy tác dụng gì cả. Thế đầu thì thích ôm vợ lắm nhưng mà cái bụng cũng chả đòi hỏi. Vâng, thế còn bác gái thì sao ạ? Thì có thích ôm bác không ạ? Cái này họ đàn bà thì họ ngơ đi cũng được, nếu như họ có thích thì cũng chả bao giờ nói ra mồm. Thế ạ. Vâng, bây giờ thì bác sĩ Liên sẽ giải đáp cho bác nhé. Bác năm nay hơn 60 tuổi rồi, tôi muốn hỏi thêm một số câu hỏi nữa. Thực bác có bị bệnh gì khác nữa không ạ? Không ạ, tôi chả có bệnh gì. Có bị đến 2 cây số rồi. Vô tư. Có bị béo khỏe. Rồi, có bị béo cân đấy. Rồi, có bị béo phì thừa cân không ạ? Không ạ. À rồi. Cái ăn uống điều độ và lao động thể dục thể thao là rất có hút thuốc lá không? Mỗi cái tội thôi. Có hút thuốc lá và bia rượu gì không? Không. Rượu thì có tí tỉnh, thế nhưng mà thuốc lá thì không, bia không. Rồi. Thế thì những cái trường hợp mà người nam giới trung niên trở đi thì người ta sẽ có rất nhiều vấn đề về mạch máu. Và bệnh về rối loạn về chuyển hóa. Chính vì vậy nó làm sơ vữa cái mạch máu của cái động mạch sâu dương vật. Nó làm do giảm cái khả năng bơm máu vào dương vật, giảm khả năng cương cứng. Cộng thêm là người ta có thể những cái bệnh lý về tổn thương thần kinh mãn tính ở ngoại vi, do đó làm khả năng cương cứng người ta kém đi rất nhiều dù người ta có ham muốn. Thế thì những trường hợp như bác này thì không nên tự chữa, bởi vì tại sao ăn uống những cái mách nước nó không có hiệu quả đâu, mà cần phải có các bác sĩ chuyên khoa người ta khám để tìm ra nguyên nhân để người ta có thể điều trị nó có hiệu quả, an toàn và nhanh nhất. Vậy thì Câu nữa. Tôi nghe bạn bè hoặc là một số người người ta góp ý là đi mua cái loại thuốc một người khỏe hai người vui. Vâng. Thì có được hay không ạ? Bác có thể mua để uống để trải nghiệm, bởi vì nó là sản phẩm chức năng thì theo khuyến cáo nó không cần phải đơn thuốc. Thế nhưng mà những cái trường hợp của bác mà nó bị kéo dài như vậy ấy, thì tốt nhất lên đi khám để bác sĩ có bảo lên có dùng sản phẩm chức năng hay là dùng thuốc luôn. Với ở Vĩnh Phúc thì bác có thể vào bệnh viện tỉnh Vĩnh Phúc, ở nơi gần nhất bác có thể khám nam khoa ở khoa phẫu thuật thận tiết niệu hoặc là nội thận tiết niệu, người ta có thể điều trị cho bác rồi. Còn bác có điều kiện thì bác lên ra Hà Nội với những bệnh viện ở tuyến trên, người ta sẽ có những nhiều kinh nghiệm và nhiều phương pháp điều trị cho bác hơn. Ví dụ người ta có thể dùng sóng xung kích, hoặc là người ta có thể dùng thuốc, hoặc là các cái bài tập người ta hướng dẫn thì giúp cho bác nhanh trở lại với bản lĩnh như ngày xưa nhé. Tôi cảm ơn nhá. Vâng ạ. Xin cảm ơn bác và chúc bác sớm tìm được lại cái bản lĩnh như xưa. Vâng, bây giờ là cuộc điện thoại của vị thính giả tiếp theo ạ. Alo. Vâng, xin chào bác. Vâng, tôi xin gặp bác sĩ, tôi muốn hỏi mấy vấn đề đấy. Vâng, bác hỏi cụ thể đi ạ. Mời bác ạ. Vâng ạ, cho tôi hỏi bác sĩ như thế này. Tôi thì bị mổ thận cách đây 10 năm. Vâng. Thế sau khi mổ thận xong thì là tôi bị đi tiểu nó khó đi, thì họ bảo là tại vì cắm cái sông nó bị xước thì tới, nhưng mà dần dần thì bây giờ nó đi vòi nó nhỏ hơn. Thì tôi đi khám ở bệnh viện thì họ bảo là tôi bị tuyến tiền liệt mới có 28 gram thôi. Vâng. Thế nhưng mà có cái vấn đề đặc biệt là từ cách đây khoảng 6 tháng về đây thì tôi không bao giờ nghĩ đến về sinh lý, là không biết gì nữa. Vâng. Nó không bao giờ lên được. Vâng. Buồn thế nhỉ. Vâng. Thứ hai nữa là tôi bị cái nang thận thì cho tôi hỏi xem nó có ảnh hưởng gì đến cái vấn đề về sinh lý không? Rồi. Dạ vâng ạ. Tôi hỏi một vấn đề nữa, nó liên quan là bây giờ thì cách đây được khoảng 2 tháng trở về đây là tôi đang đi hay là đang đứng lâu một tí thì tự nhiên cái dương vật của tôi nó
cương nó căng, kiểu căng dứt ấy, xong rồi nó cương rất là dứt. Vâng. Thế xong rồi là tôi phải ngồi xuống mới đi giải hoặc là ấy, mà chỉ xong thì tự nhiên nó lại thô. Vâng. Vâng. Có nghĩa là lúc cần thì nó không cương mà lúc không cần thì nó lại cương. Nó cương kiểu cương đau chứ không phải là nó cương mình ham muốn đâu. À thế ạ. Vâng. Vâng. Chứ nếu ham muốn nó cương thế thì đã tốt. Vâng. Thế bác sĩ cho tôi hỏi là tôi chỉ mắc thêm một cái bệnh tức là cái cuộc sống thì tôi bị thoát vị tiết đệm, thì có phải là nó bị cái thần kinh nó dồn nó tê xuống cả dương vật không cơ? Dạ vâng. Vâng. Cái vấn đề đấy vâng. À, câu hỏi tôi muốn hỏi bác năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Tôi chính thức tuổi thì là 66 tuổi. Dạ vâng. Làm nghề gì trước làm nghề gì? Tôi thì đi hai lần bộ đội thôi. À bây giờ còn làm việc nặng nữa không? Tôi bây giờ không làm nổi vì cái cuộc sống là tôi chỉ làm. Có hút thuốc có hút thuốc lá và bia rượu gì không? Không, tôi không hút thuốc. À, thế rất là mừng. Thế này nha, tôi muốn hỏi câu hỏi năng thận của bác năm nay là mấy cm rồi? 42 ml. À rồi. Với cái năng thận 42 ml vậy thường thường là vẫn chưa có chỉ định can thiệp về ngoại khoa, thông thường nếu cần người ta chỉ chọc hút thôi và cái này nó không ảnh hưởng đến cái khả năng sinh lý của bác. Vâng. Đấy, còn cái ảnh hưởng khả năng sinh lý của bác đây có những yếu tố nguyên nhân gì? Thứ nhất, người nam giới lớn tuổi đã có tiền sử mổ cũ ấy thì nó có thể gây ra hiện tượng đái khó ở đây do gì? Do bệnh lý tuyến tiền liệt, nó quá sản lành tính tuyến liệt hoặc là u tuyến tiền liệt nó gây ra, cộng thêm là này có thể biểu hiện của hẹp niệu đạo do cái đặt sông tiểu. Chính vì vậy bác đái không hết. Vâng, đái phải gắng sức. Đái nó tia như nhỏ. Chính vì vậy bác rất là mệt mỏi khi đi tiểu. Bác hãy nghe tôi tư vấn nhé. Vậy thì nó sẽ gây ra hiện tượng gì mà mình đái không hết và ban đêm nhiều khi mình phải dậy đêm mình đi đái rất nhiều lần nữa, làm cho cơ thể rất là mệt mỏi và suy nhược. Khi mà cái tuyến liệt nó to, nó kích thích, nó lại làm kích thích vào các đám rối thần kinh phản xạ cương của bác ấy, nó lại làm cả ảnh hưởng đến khả năng cương cứng của bác. Bởi vì tại sao người nam giới người ta sẽ bị khi mà chút ngày chỉ nghĩ đến chuyện đi đái thôi mà đái khó khăn, nó ảnh hưởng rất chết và làm cho người ta không còn ham muốn nữa hoặc suy giảm ham muốn, cộng thêm nó ảnh hưởng khả năng cương cứng. Chính vì vậy cái khoản đàn ông mà để phục vụ bà xã của mình nó suy yếu rất là nhanh chóng. Vâng. Cộng thêm trên nền tảng một người bị thoát vị đĩa đệm nữa, tức là các cái đĩa đệm nó chèn ép vào các cái dây thần kinh cảm giác ở vùng chi dưới gây đau rồi gây giảm khả năng vận động, đặc biệt là có những cái chèn ép vào những cái nhánh thần kinh nó cảm giác cơ quan sinh dục, nó làm cho bác bị dị cảm. Chính vì vậy mà nhiều trường hợp nó cũng ảnh khả gây rối loạn cái cương dương nữa. Vậy những trường hợp này của bác ấy, tốt nhất là lên đi khám đi. Khám để người ta điều trị cho nó đến nơi đến chốn. Một là chẩn đoán được xem là cái niệu đạo của mình có bị hẹp hay không là một này. Cái tuyến tiền liệt của mình có to, nó đã gây ra bí đái nhiều hay chưa, nước tiểu tồn dư nhiều hay chưa, để quyết định là dùng thuốc uống để cho tuyến tiền liệt bé đi hay là chúng ta có thể phải sử dụng can thiệp ngoại khoa, tức là nội soi cắt tuyến tiền liệt. Và đặc biệt là cái thoát vị đĩa đệm mình lớn tuổi rồi, nếu mà cần thiết là người ta cũng phải can thiệp để lấy bỏ cái nhân thoát vị đó đi hoặc người ta thay cái đĩa đệm nhân tạo vào đó để giúp cho bác không có đau. Khi giải quyết được tất cả những nguyên nhân như thế này ấy, thì tôi tin chắc rằng là gì, bác khỏe trở lại, bác đi tiểu tốt, nhu cầu ham muốn sẽ tăng lên và khả năng cương cứng của bác sẽ có thể trở về như bình thường. Đặc biệt nếu như gặp bác sĩ nam khoa, người ta cho những thuốc bổ trợ nữa, hỗ trợ nữa vào đấy, thì tôi nghĩ rằng là mình có thể trở lại mà có thể lợi hại hơn xưa đấy ạ. Nha. Tôi nói chuyện với bác sĩ như này, tôi thì cứ hay đi khám lo cái thận mà. Vâng. Thế thì thực ra thì thận của tôi thì nó cũng không cho, nó chỉ có bị cái nang thận thôi. Thế mới này tôi khám cái tuyến tiền liệt thì họ bảo là chưa phải can thiệp đến ngoại khoa đó cả. Vâng. Mà tôi đi tiểu thì thực ra là sau khi mổ xong ấy thì họ cũng nói là tôi ra tôi khám thì họ bảo là do mình cắm cái sông nó bị gì bị thế nào đấy, trước thì gì cái niệu đạo thì là nó hẹp. Tôi vẫn đi được bình thường nhưng mà nó cũng không hết. Thỉnh thoảng có thời kỳ thì tôi đi đêm có khi phải đi đến 4 lần đi giải. Thế nhưng mà nó chỉ thỉnh thoảng mới có một ngày như thế thôi. Còn thì bình thường tôi chỉ dậy một lần, hai lần thôi. Vâng, vâng. Cái vấn đề như tôi nói với bác ấy, tức là cái đi tiểu của bác nó có rất nhiều yếu tố để tác động vào. Vâng. Vậy thì mình phải đi khám những bác sĩ chuyên khoa để người ta làm thêm xét nghiệm để ta chẩn đoán chính xác. Vâng. Và qua đó mới giải quyết được cho bác. Cái khoa Nam học ạ. Bác đang ở đâu ạ? Tôi ở Thái Nguyên. Thái Nguyên thì bác có thể xuống ở bệnh viện E, bệnh viện Việt Đức là không mạng nó gần, thì bác có thể khám được ở các cái chuyên khoa về thận tiết niệu hoặc nam khoa. Và đặc biệt là những cái bệnh viện đó có thể các cái chuyên khoa về thần kinh cuộc sống nữa, người ta sẽ khám và tư vấn cụ thể hơn cho bác. Vâng. Thì nó sẽ là tốt nhất cho bác, tức là mình phải khám đa khoa, nhiều chuyên khoa liên quan bệnh lý của mình ấy. Vâng, thì mình sẽ giải quyết được nhá. Vâng. Như vậy là ít nhất là 3 chuyên khoa đúng không ạ? Vâng. Vâng, xin chào bác. Vâng, cảm ơn em chị nhá. Dạ vâng, xin chào bác.
Vâng, cảm ơn bác đã tin tưởng và gọi điện tới chương trình. Bây giờ tôi thì hôm nào tôi nghe. Nghe là vui lắm ạ. Vâng. Không, để tôi theo dõi xem, cũng nhiều người thì tôi thấy cũng giống tôi rồi, cho nên là tôi chỉ hỏi bác sĩ. Vâng. Để đi khám. Vâng, thế tôi cảm ơn nhé. Vâng, vâng, xin chào bác. Vâng ạ, bây giờ thì chúng tôi xin kết nối với vị thính giả tiếp theo ạ. Alo, chào bác. Chào bác sĩ ạ. Tôi hỏi này, tôi có quan hệ với cả có một cô gái, nhưng mà năm nay cô ngoài 40 rồi. À, vâng. Nhưng mà bây giờ mình 62, 63 rồi, nhưng mà muốn lần quan hệ đi là cô cứ hay muốn quan hệ bằng miệng, một nhiều lúc nó xuất vào mồm và miệng thì có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không? À thế ạ, vâng. À, tức là cô lại muốn là bác suốt vào miệng của cô ấy. Vâng. Dạ, vâng. Đây là bạn tình của bác à hay là... Vâng, đúng ạ. Nghe câu chuyện bác chia sẻ thì tức là cô ấy cũng rất là yêu bác đấy. Thông thường phụ nữ người ta cũng rất ngại cái oral sex. Đó. Thế cái chuyện oral sex thì người ta cũng muốn đảm bảo, thì người ta phải đảm bảo là gì? Thông thường là phải chung thủy bạn tình ấy, để tránh cái lây nhiễm chéo, hoặc là những cái khơi sang chấn cho cậu nhỏ, cũng như là gì... lây nhiễm những cái bệnh lý lây qua đường tình dục với như lậu, như giang mai chẳng hạn, hoặc chlamydia nó lây qua đường miệng. Bây giờ cái tỷ lệ mà nhiễm qua đường miệng cũng khá là cao. Vậy những trường hợp như bác ấy thì thông thường nếu như khi quan hệ thì cũng lên sự vệ sinh sạch sẽ, thì tôi nghĩ cũng không đáng ngại gì cả. Nhưng nếu có điều kiện thì cũng nên đi khám sức khỏe cho cả hai, về sức khỏe sinh sản, sức khỏe sản phụ khoa chẳng hạn ấy, như thế thì nó rất là tốt. Bác hiểu không ạ? Vâng, đúng ạ. Vâng, nhưng mà tôi hỏi này, vì bây giờ đây cô này cô cũng không để đáy nữa rồi, chủ yếu là quan hệ cho nó vui rồi. Thế còn mình ngoài 62, 63 rồi thì với cái sức khỏe nó kém, mỗi lần đi đều phải uống thuốc ấy. Vâng. Nếu uống thuốc thì ngoài thị trường nó bán 30.000 một viên ấy, cũng chả biết loại gì, cứ mua thôi, không biết có ảnh hưởng gì không. Cái thuốc mà mình tự dùng thuốc nó rất nguy hiểm, bởi vì những cái thuốc về nam khoa thông thường nó tác dụng lên tim mạch, bên mạch vành. Nó không là tốt nhất thì bác phải lên gặp những bác sĩ, người ta khám, người ta tư vấn, người ta chọn lựa, bởi vì ta phải phát hiện thêm là bác có những bệnh lý kèm theo hay không. Chứ còn về nguyên tắc bây giờ là gì, Bộ Y tế đã cấm là các hiệu thuốc tự kê đơn, tự chữa bệnh rồi, khám bệnh vì rất là nguy hiểm, bán tràn lan như vậy rất là nguy hiểm. Hoặc là gì đấy, nhiều trường hợp bác mua nó không phải là thuốc đâu, nhiều khi nó sản phẩm chức năng chẳng hạn, sản phẩm hỗ trợ sức khỏe thì tác dụng nó sẽ không cao. Do đó bác đằng nào mình đã cảm giác là mình cũng yếu cái khoản đó, thì tại sao mình không lên đến bệnh viện mình khám một lần đi. Mà bây giờ là các bác sĩ ở nam khoa người ta cũng rất vui vẻ hòa nhã, người ta tiếp xúc, người ta tư vấn sẽ tốt hơn rất là nhiều. Bác nên là mình cũng yên tâm, mình chia sẻ thì mình... Nhưng mà tôi hỏi thế giờ như tôi Hải Dương thì đi khám ở đâu? Ở Hải Dương bác có thể vào bệnh viện tỉnh là người ta có thể khám được rồi, hoặc là bây giờ hết giãn cách bác lên Hà Nội bác khám. Vâng, bác lên bệnh viện Việt Đức này, bệnh viện Đạo Y, bệnh viện E, bệnh viện Nam Học Hiếm Muộn Hà Nội, Việt Bỉ chẳng hạn. Vào khu Nam Khoa. Vâng. Bác cứ đăng ký khám Nam Khoa nhé. Vâng, còn vừa rồi tôi hỏi bác sĩ là vừa rồi cũng quảng cáo trên mạng là cũng quán bán cái thuốc ngựa Thái, cái thổ người mua một vỉ 10 viên đấy. Cái đấy trôi, bác phải nói đó là trôi liệu nổ trên thị trường, quảng cáo qua Facebook, qua mạng rất là nguy hiểm. Bác ạ, tốt nhất bác được khuyên chân thành là bác lên đến gặp những bác sĩ nam khoa để người ta lựa chọn. Và có nhiều trường hợp là gì, người ta chỉ cần thay đổi chế độ ăn uống, tập luyện là đã có thể là không cần phải dùng thuốc mà đã cải thiện được rồi. Vâng. Nhá. Vâng.